Những ngày qua dân mạng đang rầm rộ truyền tay nhau đoạn video cực gắt về cuộc tranh biện của hai nữ sinh vừa giỏi vừa xinh học trường chuyên. Được biết đây là lượt đấu gay cấn và kịch tính nhất trong trận tứ kết ba trường tinh 2019 phát sóng trên E. Trong đó rất nhiều người tỏ ra thích thú cũng như vô cùng ngưỡng mộ cô bạn Minh Anh, nữ sinh có phong cách tự tin, lập luận thuyết phục, sắc sảo và thần thái xuất sắc khi tham gia tranh biện. Minh Anh với những lập luận thuyết phục và phong thái tự tin. Nguồn E. Minh Anh đang học lớp 11V của Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái. Cô bạn dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu trường tin, nhưng cơ hội chương trình này mở đơn cũng như được bạn bè giới thiệu nên Minh Anh đã đăng ký tham dự cuộc thi. Trong 4 phút dự thi, Minh Anh với thần thái tự tin cùng cách nói chuyện mạnh mẽ đã áp đảo thành viên đội bạn bằng những luận điểm vô cùng xuất sắc về chủ đề, làm thêm hay tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường thì tốt hơn. Minh Anh cho rằng, thứ đáng giá nhất của bản thân sự giáo dục là khi bạn làm điều mình làm đến lúc cần làm và chúng tôi tin rằng thời gian cấp 3 chưa phải thời gian để các bạn có thể đi làm thêm. Chúng tôi ở đây để phản đối việc các bạn bắt buộc học sinh phải có chứng chỉ làm thêm, từ đó chúng tôi đi đến phản biện một số luận điểm của đội bạn. Các bạn nói rằng, các bạn có thể kiểm soát được tình trạng lao động nhưng khi các bạn bắt buộc học sinh đi làm thêm thì ai cũng muốn có một chứng chỉ làm thêm để tốt nghiệp. Khi đó tỷ lệ cạnh tranh sẽ tăng lên cao dẫn đến khó kiểm soát, nhất là học sinh cấp 3 chưa đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật. Vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ khó giải quyết đến nhường nào các bạn chưa chứng minh được cho chúng tôi. Thứ hai, các bạn nói rằng làm thêm giúp các học sinh định hướng nhưng hoạt động ngoại khóa của chúng tôi cũng cho học sinh định hướng. Theo cô bạn, làm thêm sẽ tạo ra sự gia chạm với xã hội nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng trong cấp 3 việc học là quan trọng nhất vì học sinh không chỉ biết giá trị bây giờ mà các bạn ấy phải có nền kiến thức vững vàng để có thể bước xa hơn ở tương lai. Có thể làm thêm sẽ vạch ra con đường cho tương lai nhưng việc tham gia hoạt động ngoại khóa cũng như đảm bảo kiến thức học trên lớp sẽ giúp các bạn tiến bao xa trên con đường đó. Cô gái nhỏ nhắn với những lập luận vô cùng thông minh. Cá nhân học sinh là những người ngồi trên ghế nhà trường, vậy khi đi làm thêm họ sẽ vướng phải ba giới hạn, tự mình đưa ra lựa chọn, thời gian có thể tham gia, việc gắn bó lâu dài với các công ty làm thêm trong khi việc tham gia ngoại khóa có thể phá bỏ những giới hạn ấy. Đầu tiên, khi được trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, họ có thể tìm ra sự khác biệt và độc lập của mình, có định hướng chính xác đi đến tương lai. Về mặt thời gian, có thể linh hoạt vì hầu như rất nhiều các dự án ngắn hạn, chúng tôi cũng đưa ra chính sách bắt buộc học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, khi đó gia đình, xã hội cũng quan tâm đến việc đào tạo các kỹ năng mềm cho học sinh. Trường hợp các bạn không kiểm soát được học sinh trong môi trường làm thêm, chẳng may xảy ra hiện tượng tiêu cực thì có phải vì giáo dục bắt học sinh đi làm thêm hay không? Vì vậy, chúng tôi đến đây ngày hôm nay để phản đối việc học sinh bắt buộc phải có chứng chỉ làm thêm trước khi đến trường. Minh Anh chốt lại phần phản biện của mình. Minh Anh còn sở hữu vẻ ngoài cute lạc lối. Nữ sinh chia sẻ, trước trận 1-14 thì tất cả toàn 26 đã được tham gia một cam về debate kéo dài 7 ngày ở của trường Marie Curie, từ ăn uống đến học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi mọi người đều giúp đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều, mình vẫn nhớ nhất là những đêm tâm sự hát hò thoải mái thật sự. Cô bạn tâm sự ở chuyên Yên Bái, những cuộc thi liên quan đến tranh biện, vùng biện vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, nên đây cũng là một cơ hội khá tốt để Minh Anh tiếp tục trải nghiệm và khẳng định bản thân. Có thể nói trường tin là môi trường hội tụ rất nhiều người trẻ giỏi giang, năng động, thân thiện để các bạn học sinh cấp 3 giao lưu, học hỏi, trao dồi bản thân. Mình cảm thấy may mắn vì thầy cô cùng bạn bè luôn ủng hộ, động viên nhiệt tình. Về chiến thuật thì bọn mình chỉ biết thi đấu hết mình thôi, vì các bạn đối thủ đều là những bạn tài năng. Lần này đi lúc đầu bọn mình chỉ xác định mục tiêu là trải nghiệm, giao lưu với các bạn học sinh tài năng, Minh Anh kể thêm. Cô gái nhận được nhiều sự khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trong quá trình làm việc nhóm giữa các team mate không tránh khỏi có những bất đồng ý kiến, tranh cãi, nhưng sau cùng nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái vẫn là một mảnh ghép đầy ấn tượng của trường tin 2019. Cả đội cũng nhận được sự hỗ trợ có tâm từ các anh chị trainer, đặc biệt là anh La Gia Long, nên ngày càng tiến bộ, tự tin và bản lĩnh hơn. Minh Anh cho hay, mình ấn tượng nhất với trận 1-14,
không phải vì đó là trận bọn mình làm tốt nhất mà đó có thể coi nó như bước đệm đầu tiên khi bọn mình đứng trên sân khấu và debate. Có thể nội dung cũng như phong cách chưa thực sự hoàn thiện, nhưng cái gì xuất hiện lần đầu tiên cũng khó quên nhất. Nữ sinh khá tâm huyết với đề tài công lý đám đông mặc dù lúc đầu còn khá băn khoăn độ khó nhằn của chủ đề này. Sau đó, nhờ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và chắt lọc nhiều nguồn thông tin nên team của Minh Anh đã có những lý lẽ, dẫn chứng, lập luận sắc sảo không phải dạng vừa đâu. Một số hình ảnh đời thường của nữ sinh. Cô bạn kể thêm, ở trường, mình vô cùng ngưỡng mộ chị Lưu Ly, chị ấy có tham gia trường tin năm 2017. Thanh xuân chẳng có bao nhiêu bởi thế mình nghĩ học sinh cấp 3 cũng nên thử sức trải nghiệm một số chương trình trại hè để tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng tốt hơn. Ngoài năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của đoàn trường cô gái này còn học rất giỏi, Minh Anh từng vinh dự đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, hiện tại cô bạn đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh, vòng chọn đội tuyển quốc gia, đồng thời nỗ lực hết sức trước thềm bán kết trường tin 2019.